Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Giang Hiểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ văn phòng Thành ủy Cần Thơ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng Quỹ Cơ quan văn phòng Thành quỹ đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Pháp quy vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp quỹ cấp trên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ quan Văn phòng thành ủy tập trung cao để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ, giúp Thường trực thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, đổi mới công tác tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực thành ủy, Ban Thường vụ thành ủy và thành ủy, phát huy hơn nữa vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực trách nhiệm của cán bộ đảng viên công chức cơ quan trong thực thi công vụ xây dựng đội ngũ cấp quỹ vững vàng về chính trị tư tưởng có phẩm chất đạo đức tốt có kiến thức năng lực chuyên môn có hiểu biết về pháp luật lý luận chính trị và có trách nhiệm cao về công tác xây dựng đảng